Ôi dồi ôi, thôi chết. Sao lại hack nick chị có làm gì đâu? Thôi. Hack cái gì? Đừng có mà hack tao đấy. Nếu mà hack nick của tao thì phải dặn tao trước để tao còn lấy lại những cái ảnh xinh xắn đáng yêu của tao. Bây giờ tao không chụp lại ảnh nữa đâu. Bây giờ tao xấu rồi. Bây giờ tao không lấy lại những cái bô ảnh ngày xưa của tao nữa đâu nhá. Thế tóm lại là nếu mà trước khi định hack nick mà Ngọc ơi, ngày mai là em hack nick chị đấy. Thế để tao lấy về. Tao lấy những cái ảnh xinh xắn của tao về, tao lưu trong máy đã. Này, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Chị nói thật đấy. Nợ mà không giả là chỉ có toi đời thôi. Có phải là mình trả trước hay giả sau? Hiểu chưa? Mình trả trước hay giả sau, nhưng mà mình phải có ý định giả. Còn nếu mà mình không có thì mình bảo là thôi, bây giờ chưa có. Từ từ có thì giả. Nhưng mà có thì phải giả luôn. Giả ít một, không giả được nhiều thì giả ít một. Chị bị phốt trong nhóm nợ xấu Hà Nội. Rồi ôi, kệ đó đi. Chị còn nợ nhiều lắm. Chị nợ nhiều nơi lắm. Mới có một nhóm thôi à? Chết rồi, nó còn phải thêm vài nhóm nữa. Là trung thu năm nay vẫn một mình, vẫn chưa có bồ hết tiền. Em có chân và y hệt rồi thì kệ. Nếu mà tí mà không ai mua thì chị sẽ để bán lẻ thôi. Hát như là vãi mày à mày. Ngày xưa tao chỉ lệch một tí thôi không mà tao đi làm ca sĩ rồi đấy. Rồi vì tao thích thế cho nó vui đấy. Tao thích lồi cho nó vui đấy. Bình thường mắt ngày xưa bình thường lắm. Ngày xưa mắt tao bình thường lắm luôn đấy. Nhưng mà tao thấy mắt bình thường xấu quá. Tao thấy là mắt lồi đẹp hơn. Thế là mỗi một ngày tao cho nó lồi ra thêm một tí đấy. Cố gắng để tao lồi mắt ra đấy. Căng mắt ra để cho lồi mắt ra đấy. Chị ơi, Mai Phương Bùi đang chửi nhau. Ui, tao bị hóng đấy. Chửi nhau đâu đấy? Để đây đây. Chửi nhau đâu đấy? Bấm vào đâu để kia xem. Ô, con bé dễ thương vô cùng luôn. Nào, để đi chửi like để câu view nào. Không phải câu view nào, gì nhỉ? Bú phêm à? Đi bú phêm nào anh em. Cho tao cái đấy đi, hôm nay lạnh quá. Tao phải mặc áo lên người thôi. Bị lạnh rồi. Không chịu được. Đâu đâu đâu. Vào đâu. Tao đi sang đấy đây. Còn tôi nói thật thế, nếu mà chị mà gặp biến thái, ví dụ như chị mà không kháng cự được, thì chắc là chị thôi, chị để cho nó xử lý chị thôi. Mình phải ướt nẹo ra. Sẽ sợ quá, nó bỏ đây. Mình là bảo nhanh lên đây. Đang thích đây nè, nó sợ quá đấy. Nó lại tưởng mình không phải đám in. Mình phải giả vờ sung sướng, phấn khích hơn nó, thì nó sợ quá. Nó lại tưởng mình là bị bệnh hoạn hơn nó. Những thằng bị bệnh hoạn nó sẽ sợ đứa bị bệnh hoạn hơn nó. Hiểu chưa? Thế là sợ quá, nó chạy mẹ mất. Đúng không? Mình phải giả vờ phấn khích hơn nó. Nó chưa kịp cởi quần mà nhanh lên. Đấy, nên nó sợ luôn. Nói thế này nhá. Nếu mà có con dài ở đây thì cũng bỏ qua. Chị ơi, chị nói thật lòng luôn. Là nếu... Thôi rồi, bỗng chị trả lời nó rồi. Nếu như là con gái ấy, đừng có quen những cái đứa. Bởi vì chị thấy nhá, có những cái đứa là cái tư tưởng nó thích quen cái bọn... cái bọn dạng như là kiểu cho trong đầu gấu. Đừng quen bọn đấy nhá, đừng quen. Chờ chúng nó lớn lên rồi mình quen, nhớ chưa? Còn bây giờ đầu bếp nhỉ, Phạm Tùng, làm sao để mắt nó lồi như chị? Chắc là chồng như chị ạ. Ta nói rồi, ta bảo là ngày nào ta dậy búng vào mắt bên phải 10 cái, bên trái 15 cái. Thế là tự dưng một ngày đẹp tới mắt nó sẽ lồi ra. Hát một bài, hôm qua vừa có bài hát này nhá, từ nhá. Hẹn em kiếp sau kiếp này, thôi tìm đến nhau. Mây về với nắng của trời, anh về vui với ai kia. Hẹn anh kiếp sau, sẽ không để lạc mất nhau. Nắm tay đi đến cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy anh một đời an nhiên. Nó chỉ khoác tôi lại buồn. Địt mẹ tao đến ba con buồn từ nãy đến giờ rồi đấy. Tao nói rồi, tại sao lại buồn thế hả em? Hả? Ôi, đừng buồn nữa. Vui lên, vui lên, vui lên. Cười lên, cười lên.
đừng buồn nữa, không là chị block ra bây giờ cho đỡ buồn đấy. Cho cả tao và mày cũng không bị buồn đấy. Hỏi câu khác đi. Mày hỏi câu, chị kể về kỷ niệm nhớ nhất ở nhà chồng cũ chị đi, mày bẫy tao ạ. Thế bây giờ mà tao bảo, ôi kỷ niệm nhớ nhất ở đấy là như thế này. Bây giờ nếu mà ai mà có muốn gọi là muốn là chưa có người yêu mà muốn quen anh ấy thì quen anh ấy được, quen đi. Biết đâu là nhiều khi là chị biết là chị với cả thằng này nó không yêu chị đâu. Thằng này nó không yêu chị đâu, chị nói thật luôn. Không, chị biết là chị cảm nhận được là nó không yêu chị đâu. Ngày xưa chị với nó lấy nhau là do cái duyên số phải lấy nhau thôi. Thật đấy, cái duyên số phải lấy nhau, tức là cứ lằng nhằng mãi, cứ quen hết người nọ người kia xong rồi chả đi đến đâu cả, xong rồi đấy, nó quen tao một tuần nó bỏ tao. Đấy, quen nhau 7 năm à, yêu nhau 2 năm đầu là bình thường. Còn 5 năm về sau là thứ 7 gặp chủ nhật bỏ. Bỏ với một lý do, bỏ đầu tiên là bỏ còn buồn. Cái đầu 1-2 lần nó bỏ ấy, cái 1-2 lần nó đầu tiên nó về nó nhắn tin cho mình là thôi, anh thấy mình không hợp với nhau, anh không thể nào mà bảo được em, rồi chia tay thôi, sai lầm, ok nhá. Buồn, khóc. Cứ chú, nào mà ngày xưa nó buồn cười nhỉ. Nhưng ngày xưa nó quen nhiều con lắm đấy. Trong vòng cái từ thứ 2 đến thứ 6 là nó quen mấy con rồi đấy. Kinh lắm. Nó quen ai, nó quen mấy con liền. Thế xong rồi gặp tao thứ 7 mà, gặp tao thứ 7 đúng không? Thế là tao mới lại dở máy điện thoại của nó ra. Nhưng thằng này nó nghe lời phết đấy. Thằng này nó nghe lời phết đấy nhá. Đưa máy điện thoại đây là đưa. Đưa xong bắt đầu, chứng tỏ là mình cũng phải là có cái gọi là có cái sự quan trọng với nó trong lòng nó đấy. Chứ nếu không nó chả ra làm thế đâu nhỉ. Đưa điện thoại ra tao đọc. Bụng con ngu. Sao lại cho chồng bảo ai ngu ấy? Vợ á? Chồng xem phim à? Chồng ơi. Chồng xem phim chồng buồn mồm gì đấy? Thế mới biết thế nào không? Thế là ta đọc tin nhắn. Nó đang nhắn tin với cả người tình yêu. Ôi trời ơi. Ôi mày ơi, nhiều gái lắm mà toàn con xinh thôi. Toàn con xinh thôi, có con làm người mẫu này, có con làm diễn viên múa này, có con làm diễn viên múa này, toàn con xinh. Nói rồi. Thế sao mà đọc là tin nhắn ạ? À? Hay yêu nhau, tin nhắn yêu nhau, nhắn tin với con khác. Tao bảo là đấy là thứ 7 đấy nhá. Tao bảo là gọi lại cho nó hoặc nhắn tin cho nó. Hỏi nhắn tin nào, gọi lại nào. Bảo đó là anh cãi nhau với người yêu anh nên anh mới gặp em thôi. Bây giờ anh quay lại với người yêu anh rồi. Thôi anh không gặp em nữa đâu. Ý là cái lại là bạn lại nhắn đúng như thế, nhắn đúng như thế luôn. Thế là con kia lại gọi lại chửi, lại nhắn lại là mày là thằng đều, bao nhiêu con nhắn lại mày là thằng đều,